Rồi, mời cả nhà. Chúc Cảm sức ơn. khỏe đây. Nay ăn bữa cơm ăn sớm. Mới 4 giờ chiều à các bạn, mà giờ dọn ra ăn sớm để mà tí xíu còn đưa Trang ra phi trường về lại Na Uy. Trang á, tuy là từ Việt Nam qua nhưng mà Trang qua Na Uy, Trang thăm con với cháu ở bên đó. Rồi Trang bay qua, Trang chơi với mình vài ngày. Hôm nay là tí xíu Trang, tối Trang sẽ về các bạn. Cho nên nhà mình ăn cơm sớm. Tí xíu đưa Trang ra phi trường. Chiều ha, mà công nhận trời mau tối rồi đó, sắp tối hả? Cái này hát bài đêm đông được luôn, chiều chưa đi màn đêm buông xuống á. Cây nó vàng nhanh không Trang thấy không? Mấy bữa Trang đi ngang đây là chưa có vàng lắm đâu đó. Trong vòng mấy ngày thôi là thấy khác liền à. Bởi mùa thu á, mỗi ngày nó mỗi khác đó nha. Đi đường là thấy mỗi ngày mỗi khác. Nhiều lúc nó đang đẹp vậy ha, ngày hôm trước thấy đẹp cái tối hôm đó nó thổi cho một trận gió, cái ngày hôm sau nó trụi lũi à. Đó, em nói chuyện là hồi em lên ở nhà Hải Long em ở chi. Cái em nói trời, Hải Long nó chạy xe em nha, nó đẹp quá, đỏ nói mà phải đi ra đây chụp cái tấm hình cái cây trời thấy mát lót ngót, mò đi bộ đi cả nhặt cả cò đi ra gì. Toàn là que biết của học thẩm không à. Đó thì mùa thu là như vậy đó. Nếu mà trời á không có mưa nhiều với gió mạnh á là đẹp lắm, mà chỉ cần qua một trận gió thôi, một trận mưa lớn chút là thôi ta nói chèm nhẹp hết trơn à. Thôi Isa đi vô ha, ngồi đã được rồi ha. Xin mến chào các bạn. Hôm nay á cả nhà mình ăn cơm sớm các bạn, 4 giờ là vô là ăn rồi. Ăn xong lật đật bây giờ là đang trên đường chở Trang đi ra phi trường các bạn.
để mà thà đi sớm hơn muộn, chở Trang ra để mà check in cho Trang luôn, với lại để kịp cho ông xã mình ổng tới cái bến phà đó để anh qua lại bên anh. Rồi mình á, bản thân mình thì mình đi xe lửa về lại nhà cho nên là hôm nay là phải ăn cơm sớm để mà đi đó các bạn. Các bạn đi theo mình cho vui nha. Em mở ấy nhạc không? Rồi, thank you Bob. Đang buổi chiều không biết có thấy được cái màu đỏ của cái cây này không? Hai hàng cây này đẹp lắm nè. Đẹp ha. Này là người ta hát là mùa à, là thu vàng á, thì giờ hát là thu đo 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 đo. Trang, bye bye chị Hoa đẩy và Trang. Mình đã mình đã sắp xếp được cho Trang một chiếc xe lăn rồi các bạn. Bây giờ nhân viên đó sẽ đưa Trang đi vô trong. Bây giờ tụi mình chia tay ở đây. Rồi Trang chào khán giả. Giờ có chị Hoa đi theo phụ đẩy xe mà bây giờ đã có người đẩy rồi. Mình với chị Hoa đi về. Đi theo tới chút rồi chị đi toilet sau ha. Nói trước chị đi xe buýt về. Phải giải quyết. Nó nói cái dây qua liên nó bị rắc bị hơn rồi. Hiện giờ đó là mình đã đưa Trang đi vô trong rồi, rồi mình đưa cho chị Hoa đi lên xe buýt để chị Hoa về nhà các bạn. Bây giờ mình với Isa đang đứng đây để chờ xe lửa, đón xe lửa về lại standby các bạn. Mình sẽ đón cái chuyến là 8:35 tối và sẽ về nhà lúc là 10:15 tối các bạn. Các bạn đi theo với mình với Isa nghe. Isa đi theo nè. Isa. Isa. Để Isa ở nhà rồi, từ hồi chiều thấy Isa mệt mệt, xong tới lúc mà mình bận đồ cho mình đi á, Isa chạy theo xin đi theo. Giờ đi theo tội với sợ. Yeah, yeah, come on, yeah, come on, yeah.
Tisa đã lên xe lửa rồi các bạn. Đây là cái toa là giữ yên lặng, cho nên khúc này mình còn nói được một chút nha. Rồi mình chào các bạn ha. Tí xíu nữa mình xuống mình đi bộ rồi mình mới nói chuyện tiếp với các bạn được nha. Mọi người xuống hết, bây giờ trong toa có mình à, mình với Isa à. Mình nhường cái áo cho Isa đúng không? Chỉ ngủ nãy giờ. Các bạn coi nè, bây giờ vắng te. Bây giờ còn có hai má con ngồi đây. Tí xíu á, tới nhà ga cái chỗ mình ở đó là mình sẽ đi bộ về nhà các bạn. Tới nơi là 10:15. Mình nghĩ mình đi bộ về nhà khoảng nửa tiếng
là coi như gần 11 giờ mới về tới nhà. Sao ngủ nãy giờ? Tới nhà ga người ta nói loa loa lên á, mới dậy đó, mới dậy. Isa, đi chơi à? Đi chơi vòng vòng hả? Chị đâu đó? Làm gì đó? Làm gì đó? Tò mò lắm, ngủ giấc dậy giờ tò mò. Bây giờ cũng khuya các bạn, hơn 10 giờ rồi. Các bạn coi nè, to trên to dưới vậy. Có mình với Isa không à? Hầu như không thấy ai luôn á các bạn. Nhiều khi mình nghĩ thấy cũng phí ghê ha. Nguyên cái xe lửa chạy mà có vài người ở trên xe lửa à. Sắp về tới nhà rồi. Tới nơi rồi các bạn, bây giờ là hai má con đi bộ về nhà đây. Hồi nào giờ chưa bao giờ đi bộ từ station về nhà hết, cho nên mình đoán là khoảng nửa tiếng tới. Có một cái con đường đi từ station về nhà gần hơn, nhưng mà vì là khuya rồi mình sẽ không đi đường đó, mà mình sẽ đi cái đường nó ngoài đó, có xe chạy nhiều á, cho nó an toàn.